Viên Ngọc nỗi buồn. Ngày xưa, có một nhà giàu nọ sống rất hạnh phúc. Và ngày hạnh phúc nhất là ngày người mẹ hạ sinh đứa con thừa kế của gia đình. Chào ôi, cậu bé mới đáng yêu làm sao. Nhà ta thật có phúc lành. Chúng ta hãy ra ngoài cho mẹ và bé được nghỉ ngơi. Cậu bé thừa kế của gia đình ra đời rồi. Chồng bé mới đáng yêu làm sao. Sắp đến rồi, họ sắp đến rồi. Những nàng tiên đỡ đầu sẽ đến và ban cho con những món quà tuyệt đẹp từ những phước lành của trời đất. Xin chào các nàng tiên đỡ đầu. Xin chào thần hộ mệnh của gia đình. Cậu bé của chúng ta chào đời rồi phải không? Chúng tôi sẽ ban cho em những món quà là những viên ngọc đẹp nhất. Ta ban cho em viên ngọc sức khỏe. Lớn lên em sẽ là một chàng trai khỏe mạnh, có thể đi khắp bốn phương trời. Ta ban cho em viên ngọc giàu có, em sẽ luôn ấm no và đủ đầy. Còn ta ban cho em hạnh phúc, em sẽ luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Ta ban cho em tình yêu, em sẽ biết yêu thương và được yêu thương bởi tất cả mọi người và vạn vật trên trái đất này. Tạm biệt cậu bé. Tạm biệt ông, thần hộ mệnh của gia đình. Tạm biệt, cảm ơn các nàng tiên tốt bụng. Thế là tất cả các viên ngọc đã được mang đến cho cậu bé thừa kế của gia đình rồi. Không đâu, còn một nàng tiên chưa mang quà đến. Ai đấy, ai đang nói thế? Cháu đây, cháu là thần hộ mệnh của cậu bé. Ra là cậu đấy à, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Dạ, vẫn còn một nàng tiên chưa mang quà đến. 1, 2, 3, 4. Chỉ mới có 4 nàng tiên mang quà đến. Còn thiếu một nàng tiên nữa. Còn thiếu một món quà, một viên ngọc cuối cùng nữa. Thôi đừng lo, một ngày nào đó nàng tiên cuối cùng ấy sẽ tới cùng với viên ngọc của mình. Một ngày nào đó là ngày nào? Cháu không thể yên tâm khi mà cậu bé của cháu vẫn còn thiếu viên ngọc cuối cùng. Cháu phải đi tìm nàng tiên có viên ngọc ấy ngay. Nhà cô ấy ở nơi nào vậy? Bác cho cháu biết để cháu đi tìm ngay viên ngọc ấy. Cô ấy không ở hẳn một nơi. Khi thì cô ấy ở lâu đài của nhà vua, khi thì ở nhà người nông dân nghèo khổ. Với ai cô cũng cho quà, đôi khi là những món quà to, đôi khi chỉ là một thứ đồ chơi. Có khi nào cô ấy bận quá mà quên cậu bé của chúng ta rồi không? Cháu phải đi tìm cô ấy nhanh thôi. Thôi được rồi, chúng ta cùng đi tìm cô ấy nào. Thế là hai vị thần hộ mệnh, một già một trẻ, cùng nhau bay đi tìm nàng tiên. Đến rồi, nàng tiên ấy đang ở trong nhà này. Ta vừa nghe thấy tiếng của cô ấy. Thế thì vào nhanh thôi bác. Một người mẹ nhân hậu vừa ra đi. Chẳng có nàng tiên nào ở đây cả. Có khi bác nghe nhầm rồi. Chúng ta hãy mau đi nơi khác để tìm nàng tiên còn lại đi. Cô ấy đang đến. Hãy kiên nhẫn chờ cô ấy. Cháu hãy nhìn giọt nước mắt của người chồng khóc thương cho vợ mình. Từ giờ anh ấy sẽ không bao giờ còn được nắm bàn tay thân yêu của vợ mình nữa. Thật là buồn biết bao. Cháu hãy nhìn giọt nước mắt đau thương của người con trai. Sẽ không bao giờ cậu ấy còn được mẹ an ủi vỗ về nữa rồi. Người con gái này sẽ không bao giờ được mẹ dạy dỗ và yêu thương nữa phải không bác? Đúng thế, đó là sự mất mát vô cùng lớn lao. Thôi, bác nhìn kìa, một nàng tiên. Đúng thế, người mẹ nhân từ đã trở thành một nàng tiên. Nàng tiên của nỗi buồn. Cháu nhìn xem, nàng tiên cuối cùng đã xuất hiện ở nơi đau thương này. Vào thời khắc thiêng liêng này, người mẹ là nàng tiên được ban phúc của gia đình. Bà là ánh nắng trong nhà, bà gieo niềm vui, sự hài hòa, và tấm lòng của bà thấm nhuần tất cả mọi thứ. Đây là viên ngọc của nỗi buồn ta trao cho cậu bé của gia đình cậu. Viên ngọc này chỉ xuất hiện từ nỗi buồn lớn nhất khi chúng ta phải chia xa những người thân yêu mãi mãi. Thưa bà, cậu bé của cháu có thể không nhận viên ngọc này được không ạ? Cháu chỉ muốn cậu bé luôn vui vẻ, hạnh phúc mà thôi.
Cháu không muốn cậu bé phải buồn bã, đau khổ đâu. Cháu biết không, cuộc sống của con người đâu chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Có nỗi buồn này, cậu bé mới biết trân trọng những điều hạnh phúc mà cậu đang có. Cháu có hiểu không? Cháu hiểu rồi, thưa bà. Cảm ơn nàng tiên cuối cùng. Cảm ơn người mẹ nhân hậu. Cháu có nhìn thấy ánh cầu vồng nối liền trời đất không? Khi một người ra đi thì một sinh linh sẽ chào đời. Nỗi buồn đến từ mất mát của người này lại mang đến hy vọng cho người khác. Yêu thương vô hạn. Nằm yên trong này cho ấm nha. Ôi, chúng xinh quá. Nhìn kìa, bọn chúng nó còn tranh nhau bú. Vương ơi, cậu chăm mèo giỏi quá. Vương, con lại quanh quẩn với mấy con mèo đó hả? Dì đã nói bao nhiêu lần rồi, con không nhớ là nhà mình bị dị ứng lông mèo hay sao? Bác sĩ nhắc con bao nhiêu lần là không được gần gũi, bế mèo cơ mà. Dì đã rất nhân nhượng khi giữ lại mấy con mèo này cho con đấy. Nếu con không nghe lời, dì sẽ cho đám mèo này đi. Không, dì không được làm vậy. Vương, dì đã nói con không được lại gần lũ mèo rồi mà. Mau đưa cho dì, dì sẽ nhốt chúng vào nhà kho. Này Phương, chờ tớ với. Cô ấy chẳng thương cậu gì cả. Ừ, dì ghẻ thì có bao giờ thương con chồng chứ. Giá mà mẹ cậu còn sống. Về nhà thôi, nhanh lên chúng mày, kẻo mưa xuống. Về nhà làm gì, có ai cần mình đâu. Các cậu về trước đi, mình qua nhà bà ngoại một chút. Ừ, nhớ về sớm đấy. Nè, mà con còn mệt không? Con đừng lo, em mèo bị lạc giờ đang vui vẻ bên các bạn, được bú và đã khỏe trở lại. Mèo Mung chăm sóc nó như con của nó vậy. Này hả gì, con cứ lo, mèo Mung sẽ không yêu em ấy. Mèo Mung đã là mẹ, bản năng của người mẹ là yêu thương. Một chú mèo con lạc mẹ, đáng yêu, đáng thương như thế, sao nó lại không yêu cho được chứ. À, để dì lấy cháo cho con ăn nha. Dì ơi, dì sao thế? Ờ, dì không sao. Chắc mấy đêm thức trắng trong con sốt nên dì mệt vậy đấy. Để anh dìu em về phòng nghỉ nha. Em tự đi được, anh cứ ở đây chăm con đi. Em đi nằm nghỉ chút thôi. Con không nghỉ, dì lại vất vả vì con như vậy. Dì thương con lắm, dì có nghiêm khắc cũng là để tốt cho con thôi. Tình yêu thương đâu cứ phải máu mủ ruột rà. Vâng ạ, con hiểu rồi. Bọn chúng đáng yêu quá. Lời động viên hữu ích. Anh Kiên ạ, tim của anh hiện tại rất yếu. Tôi khuyên anh nên đến điều trị nội trú. Anh không có người thân chăm sóc, cứ ra vào liên tục thế này,
việc đi lại cũng rất nguy hiểm. Mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng đâu có nghĩa mọi việc sẽ kết thúc. Mình sẽ bắt đầu làm một việc quan trọng. Bọn trẻ thật đáng yêu. Mình phải làm gì đó cho những đứa trẻ thiệt thòi ấy. Chào các cháu, phục vụ ảo thuật miễn phí đây. Từ nay, bác sẽ diễn ảo thuật ở khu khuôn viên bệnh viện vào mỗi sáng. Phòng này các cháu còn yếu, không ra được, nên bác đến tận phòng. Cảm ơn bác. Bác là người của bệnh viện phải không ạ? Tôi là bệnh nhân điều trị ở đây thôi. Chả giấu gì các bác, trước tôi làm công tác hoạt náo viên tại khu vui chơi. Sắp đến Tết thiếu nhi rồi, muốn làm gì đó cho bọn trẻ ở đây. Nào các con, hãy xem bác biểu diễn ảo thuật nhé. Vỗ tay cổ vũ bác nào. Hoan hô bác. Thích quá. Ôi, thích quá. Thích quá, thích quá, hoan hô. Từ giờ, hằng ngày bác sẽ đem niềm vui đến cho các cháu. Hoan hô bác. Thích quá. Lần sau bác lại đến nhé. Cháu muốn ngày nào bác cũng đến. Cháu thích bác lắm ạ. Tại sao cô bé kia lại buồn thế nhỉ? Chào cháu gái xinh xắn. Ba mẹ cháu đâu rồi? Mẹ cháu đi mua đồ ở cổng viện ạ. Còn ba cháu, cháu không biết ba là ai. Những bức vẽ này là của cháu à? Cháu vẽ chúng khi chưa bị liệt. Một cú ngã mạnh đã làm cháu cùng lúc bị liệt cả chân và tay. Ước mơ của cháu là trở thành họa sĩ nổi tiếng. Nhưng bây giờ thì... Cháu vẫn có thể vẽ mà. Bác sẽ vẽ cùng với cháu. Bác ơi, bác làm sao thế? Bác ơi, bác có sao không? Tôi không sao. Không sao. Vậy thì tốt rồi. Mà sao bác không vẽ tranh bằng tay, lại cố vẽ bằng miệng vậy ạ? Tôi muốn làm ảo thuật cho bọn trẻ xem ấy mà. Cháu xem này, cháu cũng có thể làm được như bác nếu cháu thật sự muốn. Và cháu cũng có thể làm bất cứ điều gì khác, chỉ cần cháu quyết tâm thôi. Bác Kiên giỏi quá. Bạn Liên cũng rất cừ. Liên, là cháu đấy ư? Mà sao cháu đi được ư? Dạ, cháu đi được rồi. Bác ơi, cháu vẽ tặng bác đây. Cháu vẽ bằng tay đấy. Cảm ơn bác vì đã giúp cháu đi được. Bác chỉ giúp cháu vẽ thôi mà. Không phải chỉ vậy đâu. Bác đã nói với cháu rằng cháu có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần cháu quyết tâm. Và quả thật, cháu đã làm được rồi này. Tốt quá rồi. Bác sĩ điều trị cho cháu nói rằng đó là một điều kỳ diệu. Cháu không chỉ có thể cử động tay trở lại, mà đã có thể đi được một đoạn ngắn rồi. Mẹ cháu nói rằng chính bác đã truyền cho cháu sức mạnh từ tình yêu thương. Bây giờ cháu đến đây để truyền sức mạnh cho bác. Cháu được ra viện rồi, nhưng cháu và mẹ sẽ luôn đến đây thăm bác. Ừ, vậy thì bác sẽ khỏe lên thật nhanh thôi. Dạy cho người sắp chết. Tivi, tủ lạnh, máy tính, đồ điện không bán không? Tivi, tủ lạnh, đồ điện không bán nào? Cháu chào bác. Chào cháu, cháu ngoan quá. Na ơi, vào nhà đi con. Na, mẹ đã dặn con như thế nào? Sao con vẫn tự nhiên nói chuyện với người lạ như vậy?
con có biết bây giờ có nhiều người xấu lắm không? Nhưng bác ấy trông hiền lắm mẹ ơi. Mỗi lần đi qua, bác ấy toàn cười với con thôi. Bác ấy còn khen con đáng yêu nữa mẹ ạ. À. Con à, dạo này có rất nhiều người giả danh là những người mua bán dây chai sắc dụng, đi đến các nhà rồi lừa đảo, thậm chí bắt cóc trẻ con. Bây giờ con còn bé, chưa phân biệt được tốt xấu. Mẹ không muốn con tiếp xúc với họ, nhất là khi mẹ vắng nhà thì sẽ ra sao? Con phải hứa là không được gặp và nói chuyện với họ thì mẹ mới yên tâm. Con nhớ chưa? Con nhớ rồi ạ. Ồ, chắc là mẹ đi chợ, phải xin mẹ mua bánh đa vần đã. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mua bánh đa vần cho con nha mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Mẹ ơi, dừng lại đi, mẹ. Ơ, mẹ, mẹ đi đâu mất rồi? Rõ ràng mình thấy mẹ đội nón quẹo xe vào đây mà. Sao ai cũng có nón giống mẹ như vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi. Tội nghiệp quá à. Con bé khóc sưng húp cả mắt rồi. Vậy nhà cháu ở đâu? Nhà cháu ở trên một con ngõ nhỏ, cạnh đường có nhiều châu cháu. Nói vậy thì ai mà biết là ở đâu hả trời. Phải rồi, hãy đưa con bé vào gốc cây kia cho khỏi nắng đã. Con bé đi đâu không biết, tìm khắp làng trên xóm dưới mà không thấy. Nó có mệnh hệ gì thì tôi biết sống làm sao. Chị đừng lo lắng quá, chúng ta đi tìm một lượt nữa. Bác ba tổ trưởng đã đi báo công an rồi, sẽ sớm có tin tức của con bé thôi. Con bé làm sao vậy các chị? À, chả biết con cái nhà ai đi lạc mà không nhớ đường về. Nhà cháu ở đâu? Sao bị lạc như vậy? Nhà cháu ở trên một con hẻm có hoa dâm mục đỏ rực, ở gần bờ mương. Đầy cỏ mai, nhiều châu cháu lắm. Cô đưa cháu về nhà chứ. Có phải nhà cháu có một cây ổi rất to ở trước nhà đúng không? Và mẹ cháu thường phơi rất nhiều quần áo ở sân nhà cạnh cây ổi. Đúng rồi ạ, à, đúng rồi ạ. À. Theo lời cháu á, thì tôi biết con hẻm ấy rồi. Ở dưới xóm hạ các chị ạ, à, để tôi đưa cháu về. Lại đây cứ mua cho cái bánh đa ăn đã nha. Đúng nhà cháu rồi, là cái nhà hai tầng kia kìa cô. Thôi, cháu mau vào nhà đi, cô phải đi đây. Chào cháu nha. Vâng ạ, à, cháu cảm ơn cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Con đi đâu mà để mẹ lo lắng như vậy hả Na? Con đi thang mẹ mà. Con chơi ở ngõ, thấy mẹ đi chợ qua, mà gọi mãi mẹ không nghe. Con chạy theo mẹ rồi bị lạc. Trời ơi là trời, hôm nay mẹ có đi chợ đâu con. Mẹ ở nhà dọn dẹp từ sáng tới giờ mà. Ờ, con tưởng mẹ đi chợ, quá ra con nhầm mà. Mẹ ở nhà mà, con có biết mẹ lo lắng thế nào không? Vậy ai đưa con về? Họ đâu rồi, để gia đình mình còn cảm tạ chứ. Cô bán dây chai đã đưa con về, cô ấy còn mua bánh đa cho con ăn nữa. Nhưng cô ấy đi đâu mất rồi? Một cô bán dây chai à? Cô ấy tốt lắm. Vậy mà mẹ cứ bắt con không được trò chuyện, tiếp xúc với những người lạ bán dây chai với dụng. Ai dây chai với dụng bán không? Một cô bán dây chai đã đưa con về, cô ấy tốt lắm. Con còn mua bánh đa mừng cho con ăn nữa. Số phận. Kỳ thi lần này, chức Trạng Nguyên sẽ nằm chắc trong tay của mình. Chị nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Và cũng phải thôi, mình là người học rộng biết nhiều, khắp cả vùng này chẳng ai bị kịp. Bọn trẻ túm năm tụm ba rì rầm gì thế nhỉ? Này, chúng ba
mày có biết thằng Tí bên làng bên không? Nghe nói nó giỏi lắm, không có chuyện gì là không biết cả. Đúng đúng, cái gì nó cũng biết, hỏi gì nó cũng trả lời được. Ơ, anh Hào, bọn bay đúng là lũ con nít. Cái thằng đấy thì giỏi giang cái gì, có giỏi bằng ta không mà đòi. Anh không biết đấy thôi, tính người lớn còn phải ngưỡng mộ nó cơ. Ôi trời ơi, chắc là toàn ăn móc nói mò mà đúng chứ gì. Ta còn lạ gì. Ta đây vốn dĩ là một học trò xuất sắc, sắp sửa ra kinh thành ứng thí kỳ thi mà chúng bay không ngưỡng mộ, lại đi ngưỡng mộ cái thằng ấy làm gì. Nhưng mà đó là thật đấy ạ. Được rồi, để ta thử nó xem có đúng như lời đồn không. Ta chỉ cần hỏi một câu thôi, đố nó trả lời được đấy. Bọn bay đi tìm nó đi, lát ta đến sau. Vâng ạ. Chờ đó mà xem nhé, còn ai dám vượt mặt ta nữa không. Tí ơi, Tí ơi, cậu đây rồi. Có chuyện gì mà tìm tới thế? À, anh Hào muốn tìm cậu để thử tài. Năm nay anh ấy sẽ ra kinh thành ứng thí đấy. Kìa, anh ấy đến rồi. Đâu? Tí là đứa nào? Là cậu ấy đấy. Chà, người bé tí tẹo, y hệt cái tên. Còn anh ấy là học trò ưu tú của làng tới đấy. Anh ấy còn sắp sửa ra ứng thí kỳ thi sắp tới cơ. Nghe nói nhóc thông minh giỏi giang lắm. Ta đây muốn kiểm chứng một chút có được không? Vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Tự tin gớm nhỉ? Được rồi, giờ nhóc nhìn cho kỹ nha. Giờ nhóc có thể cho ta biết con dế sau lưng ta còn sống hay đã chết không? Nếu nó trả lời là con dế còn sống, mình lập tức bóp chết nó. Còn nếu nó nói con dế này đã chết, mình sẽ thả tay ra để nó chạy đi. Thông minh là nó phải thế chứ. Này, lúc nãy cậu có nhìn không? Con dế còn sống hay đã chết? Chắc là còn sống. Nãy tớ còn thấy nó bò mà. Tớ lại nghĩ nó chết rồi. Sao cậu biết? Ờ thì đoán thế thôi. Thế nào nhóc, có trả lời được không? Đấy, bọn mày thấy chưa? Tìm tình thích rồi kìa. Số phận nằm trong tay anh đó. Thế là thế nào? Sao không trả lời trực tiếp vào câu hỏi? Nói lảm nhảm cái gì thế? Nếu em bảo con dế đã chết thì anh sẽ thả nó chạy. Còn nếu em bảo còn sống thì anh sẽ bóp nó chết. Anh có thể thay đổi mọi thứ nếu anh muốn. Như vậy chẳng phải là số phận nằm trong tay anh sao? À, thì ra thế. Đúng rồi đấy. Tí giỏi quá. Thằng này ghê thật. À, phải rồi. Giỏi giang gì chứ? Chẳng có cái gì nằm trong tay ta hết. Ờ, vậy con dế đâu rồi? Tài thật đó. Ôi da, cái con dế này. Sao mày lại cắn tao chứ? À, đau quá. À, à. Đứa nào bắt hộ ta con dế ra với? À, à. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.